Với bài nhạc múa cổ, Tình Việt Lào anh em, dựa trên nền tảng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên nói chung, bản U Va nói riêng, kênh YouTube U Va Mường Trời, chỉnh sửa phổ nhạc bài nhạc múa cổ do bà Quàng Thị Năm bản U Va xã Nong Luống huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên sáng tác.